Luật Việt Nam tiện ích tra cứu văn bản luật. Hiện nay, việc người dân sử dụng các loại thẻ ngân hàng như thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ rất phổ biến bởi tính tiện dụng của nó. Tuy nhiên, khi để mất thẻ ngân hàng, người dùng sẽ phải đối mặt với một số rủi ro nhất định. Đầu tiên, luật Việt Nam đề cập đến loại thẻ ngân hàng phổ biến nhất mà hầu hết ai cũng có thể mở thẻ và sử dụng được, đó là thẻ ghi nợ. Theo thông tư 19 năm 2016 của Ngân hàng Nhà nước, thẻ ghi nợ hay còn gọi là debit card là loại thẻ cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi số tiền và hạn mức thấu chi nếu có trên tài khoản thanh toán của chủ thẻ mở tại tổ chức phát hành thẻ. Phần lớn thẻ ghi nợ nhiều người đang dùng đều là loại thẻ chỉ giao dịch trong phạm vi số tiền đã nộp vào. Và hiện nay, nhiều người gọi thẻ ghi nợ là thẻ ATM. Tuy nhiên, trên thực tế, thẻ ATM là tên gọi chung của thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng. Sở dĩ người dân gọi như vậy bởi thẻ ghi nợ thường được sử dụng phổ biến tại máy rút tiền tự động ATM hơn là thẻ tín dụng. Khi làm mất thẻ ghi nợ, chủ thẻ cũng không gặp phải quá nhiều rủi ro. Bởi muốn rút tiền trong thẻ, cần phải có mã PIN. Nếu kẻ xấu thử rút tiền trong thẻ của bạn, thẻ sẽ bị khóa nếu nhập sai mã PIN 3 lần. Bạn chỉ có thể mất tiền nếu đặt mật khẩu quá dễ đoán hoặc người lấy thẻ là người đã biết mật khẩu của bạn từ trước. Tuy nhiên, trường hợp này rất hiếm gặp. Nếu như thẻ ghi nợ bị mất, người dân có thể không quá lo lắng, thì thẻ tín dụng lại mang đến nhiều rủi ro hơn khi rơi vào tay kẻ gian. Theo thông tư 19, thẻ tín dụng hay credit card là thẻ cho phép chủ thẻ thực hiện giao dịch thẻ trong phạm vi hạn mức tín dụng đã được cấp theo thỏa thuận với tổ chức phát hành thẻ. Chẳng hạn, ngân hàng cấp hạn mức tín dụng cho anh A là 100 triệu đồng. Khi anh A cầm thẻ này đi mua sắm, ngân hàng sẽ tạm ứng cho A tối đa 100 triệu đồng để thanh toán cho đơn vị bán hàng. Sau đó, anh A mới hoàn trả lại số tiền đã tiêu dùng cho ngân hàng. Như vậy, nếu như thẻ ghi nợ nộp tiền trước, tiêu sau, thì thẻ tín dụng là loại thẻ tiêu trước trả sau. Chính vì vậy, người dân khi làm mất thẻ tín dụng sẽ rất dễ mất tiền, bởi kẻ xấu có thể tiêu hết số tiền trong hạn mức ngân hàng đã cấp cho chủ thẻ. Trong khi, thẻ tín dụng lại không cần nhập mã PIN khi thanh toán, mà chỉ cần dùng các thông tin in trên thẻ là đã có thể thanh toán hay mua hàng trực tuyến. Việc làm lộ thông tin trên thẻ tín dụng có thể xuất phát từ việc làm mất thẻ, nhưng đơn giản hơn, chủ thẻ cũng có thể mất tiền nếu cho người thân, bạn bè mượn thẻ, giao thẻ cho nhân viên nhà hàng để tiến hành thanh toán dẫn đến những thông tin trên thẻ bị lộ. Vì vậy, hãy tuyệt đối giữ bí mật thông tin thẻ và luôn giữ thẻ thật kỹ, nếu không tiền của bạn sẽ không cánh mà bay. Để tránh bị mất tiền, khi làm mất thẻ ngân hàng, bạn cần thực hiện ngay những việc sau. Đầu tiên, bạn cần gọi điện đến tổng đài hỗ trợ của ngân hàng nơi cấp thẻ và yêu cầu tạm thời khóa thẻ. Khi báo khóa tài khoản, dù kẻ xấu biết mã PIN của thẻ hoặc nhập đầy đủ thông tin trên thẻ tín dụng cũng không thể tiến hành được các giao dịch như rút tiền, chuyển tiền hay thanh toán. Nếu ngân hàng không hỗ trợ khóa thẻ qua điện thoại, bạn cần nhanh chóng đến trực tiếp các chi nhánh gần nhất của ngân hàng đó để khai báo. Sau khi đã khóa được thẻ, bạn cần mang theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân đến ngân hàng làm lại thẻ. Trên đây, Luật Việt Nam đã thông tin đến bạn những rủi ro khi làm mất thẻ ngân hàng và cách khắc phục những rủi ro này. Nếu thấy thông tin hữu ích với bạn, hãy nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông tin pháp luật đáng chú ý.